Your sound not good. Let's try to restart. Let's try that. Better? Yes, Okay. super. Sorry I'm late, guys. À, xin lỗi vì tôi Usually đã I let trễ. someone change my schedule. À, như các bạn biết thì Anyway. một vài người đã thay đổi cái kế hoạch So, của tôi. today, I've been trying to figure out what we're going to talk about today À, và because vì one vậy of ngày my hôm nay final chúng ta sẽ tasks đang nỗ lực in để hình dung ECL ra những cái gì mà chúng ta was sẽ nói về ngày hôm nay, bởi vì chúng ta đang ở trong cái lớp cuối cùng của ASI 12. À, xin And lỗi. trying to figure out what would be interesting À, to và teach nỗ lực để ECL. mà hình dung ra những cái gì mà cái điều Usually with thú vị review gì classes, we go để through dạy some of the ngày hôm nay, vì content bạn and biết then rằng thường thì với một cái we lớp kind of begin the review thì Q&A, which chúng is ta sẽ what đi I qua want to một do. vài cái nội dung và rồi chúng ta But I sẽ wanted có to một start vài off of, at the có thể beginning, là first of all. Q&A, Thank you những for cái câu hỏi some of the và trả content lời you're on mà now. chúng I ta appreciate sẽ it. thực hiện nó. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu nó với cái sự bắt đầu đầu tiên thì cảm So ơn what tất I'm cả going to mọi do người today đã is mở camera, go into a little bit more và depth on tôi rất ghi nhận về nó. Nhưng Shanti mà Deva's những cái gì mà tôi chapter, muốn nói ngày dedication hôm nay chapter. đó là chúng ta sẽ đi vào một chút We didn't sâu hơn spend very vào much time cái on chương thứ it 10 của ngài Santideva, và đó là cái chương hồi in hướng, last và class. It chúng was ta just không sort of có half chẳng of a, qua nhiều cái thời gian về nó it's like ở half of trong a cái lớp cuối cùng, class, và nó thì which I chỉ là condensed một down to phân about nửa, 15 nó minutes. giống như là phân nửa của cái lớp, và nó sẽ And then, giảm xuống which chỉ còn có really 15 at phút. the end of the day, Và rồi dedication bạn is biết as là important những as cái the gì mà content. thật sự vào cái cuối của And ngày what thì cái that sự hồi means hướng is thì we're going to go on a quan tangent, trọng, so just hold off, hold on, như thể and bất then kỳ một cái gì we'll đó khác go mà from chúng ta there. cần phải làm, và nó có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ đi đến On a và day-to-day basis, vì vậy chúng ta hay you do giữ your normal nó, life. và If rồi chúng ta some of sẽ you come mang to nó ACL quay trở lại classes, cùng some với of you nhau come to a ngày lot of qua ACL ngày. classes, Bạn biết some of you are working bạn ACL làm classes all day cái long. cuộc sống thông thường của mình, và bạn trở thành bạn đến cái lớp And you're ACI, out in the và một world, vài người thì right? đến những vào nhiều cái In lớp all these other ACI, times. và Maybe một when you're trong in an những ACL class, you can think of it that way. bạn thì làm việc với những cái lớp But what do ACI you cả ngày. do Và bạn biết rằng
Khi mà bạn ở With bên ngoài the karma you've already committed. ở It, thế that, that giới sounds so nasty to say và it that tất way. cả cái thời gian, nhưng The mà karma khi you've mà bạn ở trong cái lớp done what you've ACI, done. bạn nghĩ về nó Yeah, it nhiều, sounds so những moralistic. cái gì mà bạn làm với cái nghiệp và bạn But đã what do you do sẵn with the sàng things that are already, what do you do with the cam things kết, that are already in và play? nó nghe có vẻ như Right? là Looks like Yasheng is on a subway somewhere, right? vậy She's thì những out cái điều gì with mà her bạn boyfriend. By the sẽ way, I làm với decided I'm mọi coming to thứ Taiwan mà to bạn đang kill sẵn sàng, a và nó whale trông giống on như the là 16th to cái die con first đường cái tóc đúng mà, of và December. khi mà cô ấy ra khỏi Oh, you're in London. Well, that's why it looks so damn cold. bạn đang ở London, và đó là tại sao So, nó trong số rất là lạnh. what do you do with your life as like if you're on the subway, if you Thì vậy thì at cái điều work, gì mà bạn sẽ if làm you're với cái with cuộc your đời của bạn, parents, như thế nếu which như is mà usually bạn trên karmically difficult. Doesn't matter how much you love each other, like it's karmically difficult to be with trên your tàu điện parents. ngầm, và nếu như And mà maybe your bạn parents aren't around đang làm anymore and you're việc still having với a ba relationship. mẹ của mình, và những cái nghiệp You need a rất different là khó partner. khăn, và nó không là vấn đề gì hết, là Or, cái cách mà you know, a bạn whole yêu host of mọi người, other normal và day-to-day cái life nó là một things. cái nghiệp khó để mà ở với lại cha mẹ, I và mean, có what thể do you là cha mẹ của do bạn đã không có ở in the quanh face of others? Like, bất kỳ how do these thêm teachings nữa, come to you? và Like, rồi bạn vẫn when có một you're cái mối having quan hệ với họ, và an bạn biết argument, với lại cha when mẹ của someone's bạn, và annoying toàn you, bộ tất cả when someone's mọi annoying thứ, you and not apologizing, right? And you and all you want is an apology, và then nhiều you cái hoạt don't, động bình right? thường khác trong cái cuộc sống hàng ngày. Bạn biết rằng những cái gì mà bạn làm và những Like cái gì how mà do bạn sẽ đối you, diện với những cái điều đó, và cái cách mà những cái lời giảng you know, dạy này sẽ how do đến you, với bạn, và khi mà bạn what's the có những cái sự orientation of tranh how it luận, và should khi một be? ai đó đang làm phiền bạn, Right? và We khi always một talk ai about đó what you đang should do and what làm you shouldn't phiền do. bạn và không có cái xin lỗi, đúng không But ạ? Và I tất like to cả cái think of điều mà things bạn muốn more. như I like to là một cái lời xin lỗi, realistic. nhưng mà bạn lại không có nó, và nó giống như là ô cái cách How do we develop these attitudes in bạn our đã làm cái mind cách so gì, that it's no longer a và cái studied cách thing, mà chúng right? ta Where có we're thể no phát triển longer cái thái độ này trong cái just tâm trí. reading the books, Vì doing the vậy nó homeworks, không có being like, I should do the four nghiên steps, cứu I nhiều should do the thứ, four đúng không ạ? powers, Và nơi mà chúng ta không right? chỉ là chúng ta đọc How does sách, it chúng ta become, how does làm it cái bài tập về transition nhà, from, và let's say, intellectual tôi knowledge? nên thực hành 4 bước, và tôi nên How do you sử transition from dụng intellectual bốn cái knowledge sức mạnh, into đúng không ạ? Và cái cách a mà natural, nó trở let's thành, not và cái quite cách mà nó có thể pick the chuyển right chuyển dịch, word, but let's use và it for hãy now. nói về A cái trí natural tuệ attitude. thông minh, Like và cái cách mà your chúng ta mind chuyển and hóa, your chuyển chuyển orientation, dịch your từ attitude towards the cái trí world tuệ thông minh này vào trong is cái just bản chất different. của mình, It's và nó không có automatically that đúng, way. nó Like it's automatically, you're almost arising as a different person, và right? nó Than the rất là person you khó, were nó when you không có phải started. là một cái cách tự động, nó giống như là nó tự động, nhưng mà bạn hầu hết nó sẽ có cái sự phát sinh như là You một know, I cái had a người khác, someone said to me last và night rồi bạn một cái người mà bạn sẽ ở khi mà something bạn bắt like, đầu, và bạn you biết just rằng seem tôi có different, một Tim. cái một ai And I'm đó like, đã nói với different tôi good tối ngày or hôm qua different một cái điều gì bad? đó tốt, và bạn chỉ Right? dường như là rất là lạ tim, Like, what do you và mean? tôi giống như là And cái they started điều telling lạ me the tốt hay là differences they điều lạ noticed, xấu, and và tôi giống như I'm like, là bạn nói có ý nghĩa gì, và họ đã bắt đầu nói với that's tôi interesting because I don't cái sự notice. khác biệt Like, I mà didn't notice the họ difference. đã chú ý, và tôi giống như là đó thật But là I thú started vị, thinking bởi vì about, tôi like, không có lưu what ý is cái điều này, different? Like, what is tôi different đã about không có lưu this? ý cái sự khác biệt, nhưng mà tôi đã bắt đầu nghĩ And that's về what got me thinking about và the những cái gì chapter là there khác biệt, và cái sự khác biệt and these attitudes. về What tất cả của attitudes? cái điều này, It's like và những cái gì mà mình when you first start sẽ nghĩ studying, về you're wearing, like you put on the Santideva, clothes, cái right? thái độ này nó Like, giống như là cái you thái go to độ your gì, first corporate nó giống như là khi mà bạn and they're like, đầu tiên oh, bắt you đầu have to cái việc wear học, và bạn a suit, right? mặc You have to wear really formal bạn mặc clothes. You have to wear a tie every day. đồ đúng đắn, And you're và like, giống như là bạn I don't sẽ even know how to tie a tie. Right?
I don't even know how Và to bạn do it. không, thậm chí là bạn không biết cái cách nào để mà thắt So you go to a store and you buy a suit và and bạn không, it thậm doesn't chí cũng fit. không biết It cái looks cách là stupid, thực hiện nó. right? Và vì vậy Because khi mà bạn đi đến formal clothes are cái cửa hàng generally và bạn meant to sẽ mua be một cái bộ tailored, đồ right? và nó không có You phù know, hợp và nó trông and so giống then you go to YouTube and nó you trông ngu ngốc figure out how với to bạn, tie a tie, nó right? So trông you ngớ go to all ngẩn this với stuff bạn. on Và bởi vì Pinterest mà bạn biết là and you look in the một mirror and you just you don't và khi wear the mà clothes bạn that you nhìn bought. vào trong cái And you're gương like, this is my first day on bạn the job. không Damn có it, I'm mặc gonna go, cái right? đồ tốt, và bạn giống như là You đó know, your là tie is kind of crooked and cái your black ngày tucked làm shirt and ngày đầu your tiên của clothes are tôi really, trong công việc, you know, too big. tôi sẽ đi You know, tới và you bạn get biết on the rằng subway and cái everyone's cà kind of vạt của looking bạn at you thì weird. nó Because it's like, oh, that's his, that's the, he's never put on a suit before. He doesn't even know how to walk in a suit, right? You know, I've tried Và anh high ấy heels, đã but then không I bao have giờ no đặt idea how cái to do it, mặc một cái bộ đồ right? Same, you know, trước like đó, put on the high heels for the và first anh ấy time, cũng đã thậm chí là không có biết and you're cái like, cách để mà what the đi hell are với you một cái doing? bộ Like, how do trang you phục như walk in vậy. these things, right? Và tôi đã nỗ lực đi trên By the một way, it's cái đôi fun. giày cao Never của mind. đồ, We'll talk about that later. và tôi đã không có cái ý tưởng đó But the cho cái point lần đầu is tiên. that Và you're giống not như bạn biết comfortable at là first, right? You're not comfortable. bạn biết là So, nó không có thoải mái cho cái lần đầu tiên. but you try to look the part. Like, you Nhưng try mà to bạn be nỗ the lực voice of, để nhìn right? nó, trong nó là một cái phần, và bạn nỗ He's like, lực oh, I'm gonna để go take trở care of thành all một cái vị living Bồ Tát. beings. Anh You ấy giống know, như là tôi sẽ chăm sóc tất I have this cả mọi wish to chúng sinh, be totally và tôi enlightened. có cái I ước learned that nguyện, in a class tôi last có week, cái ước nguyện để trở nên giác ngộ hay toàn right? giác, và tôi học trong And cái now I'm gonna lớp be a này bodhisattva. vào tuần trước. Great. Và bây Yeah, giờ I'm tôi gonna be a sẽ trở bodhisattva. thành một Wonderful. vị Bồ Tát, And so you và rất start là tuyệt trying to vời. do things that Nó Buddhists, you sẽ think trở that thành một Buddhists cái do, vị Bồ Tát rất là tuyệt vời, đúng không ạ? right? Và And vì you know, I vậy did bạn bắt class, and đầu that nỗ teacher's lực kind of để cool. làm You một cái know, thứ gì đó they mà taught bạn me how nghĩ to rằng be a bodhisattva. Bồ Tát làm, và bạn đi đến And lớp then và it's bạn just giống như like là wearing an oversized cái suit thầy giáo, or putting on high heels for the tức first time. là ngầu, và bạn biết rằng You're like, họ I đã kind of look dạy like you, tôi cái cách but mà để everybody trở thành một knows. cái vị Bồ Tát, và rồi chỉ giống như là mặc Everybody đồ knows quá khổ. that you have no idea what you're Và doing. khi mà bạn mặc vào và với một cái đôi giày cao gót cho cái lần đầu tiên, And you và feel bạn giống weird như too, là right? bạn trông như là mọi người biết đó, Like đó it's không just phải like là cái ý tưởng this isn't những cái normal gì mà bạn thực hiện, bạn t-shirt cảm thấy and nó sweatpants. kỳ lạ, quá kỳ These aren't lạ. my normal Nó giống như suits. chỉ là You know, women have it double. They have to put on suits and put on shoes, đó right? không phải là một cái áo sơ mi hay là cái quần There's thông all thường của these tôi, mà fashion nó things that people are supposed không to phải do. là một cái đôi giày thông thường. Và bạn biết đó, khi mà một người phụ nữ thì có đôi cách đôi, và họ So phải how vừa does mặc one đồ và move vừa from phải mang like giày, A1 và and then tất cả move những to cái the thời person trang, mọi thứ thời trang within này those mà mọi attitudes người just hỗ trợ become để thực that hiện, way, đó là cái cách mà để mà mình right? làm Where một cái you bước don't, it's not di chuyển, uncomfortable to put those clothes on. You actually và kind rồi of mình want sẽ to. đi đến một cái người được cái thái You độ want to be đó, enlightened, you want to be like to wear it. chỉ trở nên một cách tự nhiên, và It's just nơi mà bạn uncomfortable, không right? But có you just thoải want to mái, look a nhưng certain way. bạn You đặt, understand nhưng mà bạn mặc vào những cái bộ đồ này, và what bạn that thực sự giống như là bạn muốn, person tôi không is. biết là What tại is sao that bất kỳ person that ai rises muốn naturally as mặc that nó, person, và nó chỉ là right? một Put cái someone ứng in the dụng, suit for 20 years nhưng mà and bạn 30 years and chỉ you muốn become my trông grandfather nó who theo một cái cách nhất retired định, and và still bạn wore hiểu his rằng suit every những cái night gì in the mà house. một người giống như vậy, và những cái He sat một on cái the người couch đó, in thì a cái suit người đó every day. sẽ khởi Get sinh up, cái shower, sự wear tự a suit, nhiên như là, go to the store, và anh buy a ấy đã thức newspaper, dậy, come back, read đi it, tắm have rửa, breakfast, you mặc know, he had his đồ, freedom. bộ And đồng he never phục, didn't wear it. và So bộ how do trang we phục, get to và that đi đến place cửa without hàng, ever, và you know, mua một cái going tờ báo, back quay trở lại đọc to nó và class? ăn But sáng, và bạn biết rằng anh ấy đã đi you need a thêm clue. vào trong cái nhịp điệu này, và bạn biết rằng nó không bao You can giờ make some money off this. đã từng mặc nó. Và bạn They had cái a cách really mà chúng ta successful clothing line on đi the đến cái side nơi about mà mình 14 đã years không ago. bao giờ And chưa bao giờ mặc Bồ Tát,
Và chúng ta What cần does that process look like, right? And where are you in that vậy process, thì những right? cái quá trình đó nó trông như như Where are thế you nào, in it? và nơi nào bạn đang ở nơi đâu trong cái quá trình And đó, how is it? và nơi mà And how bạn does đang it ở trong nó, feel to và be cái in it? cách Like, mà bạn cảm thấy khi mà bạn bạn ở trong đó như thế nào. because at first everyone gets really excited. Bởi vì cái lần đầu It's tiên thì true. mọi Everyone người gets đều super cảm thấy excited. rất I'm là going to do this hào thing. hứng, và thực tế You have là found a teacher. mọi người I'm going to sẽ teach. cực kỳ hào Try to hứng, become a và better person, which is a tôi sẽ motivation làm inside. cái điều There's này, no one. I mean, và tôi tìm cái người thầy giáo, và tôi sẽ nỗ lực để trở thành một it's con người very tốt hơn. difficult to Và teach nó đó là somebody một cái who động already lực has ở suffering bên trong của bạn, addiction. và nó Like, không có if you come to một this ai class có nghĩ on a rằng nó rất regular là basis, khó để dạy cho một ai đó một cái động lực của there một has vị to be Bồ Tát. some Và kind of motivation giống như inside. nếu như bạn đến cái lớp này There has to với be. một cái sự nền tảng thông Why would thường, you thì come to 12 weeks có every week, một vài listen to những cái someone on động lực Zoom, ở bên trong của bạn, right? If you và didn't nó có have a tại sao motivation mà inside. bạn sẽ đến vào cái tuần 12 và mỗi cái tuần lắng nghe một ai đó ở trên kia, và nếu như bạn không có một cái động lực I have an idea. của chính I bạn. have to check my notes for something. Tôi có một cái ý I tưởng, have nhưng to mà để explore tôi that. kiểm tra cái ghi chú của tôi cho một vài thứ, và đảm bảo rằng tôi không có phải nói. This is from a class long time ago. So hold on a second here. Và đây là cái lớp mà cách đây cũng khá lâu. Vì vậy hãy giữ một vài giây ở đây. Right. This is gonna take a long time. I'll do my best. I just won't give you the Tibetan, that's all. Tôi sẽ làm tốt nhất, Someone và wants to find the tôi three sẽ parts of không faith in cho các Tibet and bạn go for it. tiếng Tây Tạng. And Nếu như bất kỳ ai let me muốn know where they tìm are. thấy ba cái loại của cái niềm tin, của cái đức tin ở trong cái Tây Tạng, thì hãy So đi tìm nó. Và rồi hãy what cho happens in the tôi biết beginning chúng is là gì. you Vì vậy have những cái kind gì of mà a nó xảy ra ở trong cái what is lần it? It's cái sự called bắt a kind đầu, of mà admiration. bạn có một cái loại những cái gì mà bạn sẽ nói, hãy Nope, not those gọi guys. nó giống như là một There's cái three loại của types một of cái sự ideas ngưỡng over there, mộ, but not the đúng five không ạ? types. Không, nó không, They're in the Yoga Sutra. và nó đó là ba cái loại của cái đức tin. Shraddha, Và yep. nhưng mà It's nó spelled không Vepa. phải là cái niềm tin mà tôi In đang yêu Tibetan. cầu. Chúng ở trong kinh yoga. That's fine. Just give me a second. I'll actually just look for it. Ở trong tiếng Tạng thì hãy để cho tôi một ít giây, tôi sẽ tìm nó. Let's look it up in the ACIP database. Được rồi, hãy Not xem nó anybody. ở trong Where are you? cái data dữ liệu của ACIB. Let's see. Where? We're gonna teach you guys how I'm gonna Hãy luôn teach you all how to use this someday. chúng ta sẽ dạy cho các bạn, tôi sẽ dạy cho các bạn tất cả Never thought cái about cách it. sử dụng cái điều này ở trong một vài Let's look for a different one. ngày, Once you learn how to use một the ngày nào course, you đó, can find pretty much anything really quickly. và hãy tìm kiếm những cái cho từ những cái từ khác. Và một khi mà bạn đã học cái cách mà sử dụng cái database, thì bạn có thể tìm khá nhiều bất Here's kỳ someone I'm một trying to cái do it thứ for gì and rất they're là not nhanh getting chóng. the mark. Và hãy xem ở đây. Dĩ nhiên những cái mà tôi đang nỗ lực để thực hiện trước mọi người thì nó không có hoạt động. It's not going to work right now. Nó không có Yoga hoạt Sutra. động Yep, gì nữa. those are the three things. Good job, Roxana. Thank you. Đây là ba cái thứ, đó là ba cái thứ rất là tốt, Rosanna. Cảm Excellent. Good job, Roxana. I found it faster than me. Good. ơn. Rất là tuyệt vời, So in làm the tốt chat, there's lắm, three kinds Rosanna. of Tôi faith. đã tìm thấy nó nhanh Right. hơn tôi.
À, vì vậy trong cái phần chat đó là ba cái And loại của cái đức tin. how do we get to those À, cái cách mà chúng ta đi đến, chúng ta mountain có tops? All right. ba cái loại này. And how do we, it's sort of how Và do we be, so cái really, cách how do we mà become a bodhisattva? chúng How do we ta be just nó là are một cái that, loại mà cái cách mà chúng where ta your thực clothes sự go from trở hell thành to một cái heaven? vị Bồ Tát, nơi mà bạn ở và nơi mà cái đồ And của that your bạn attitude, đi like đến this cái phần bathing, right? You're kind of bathed in it. You're wrapped in it. It's like a, hey, it's a shroud, right? It covers you. It like absorbs into you. nó đã bao phủ bạn, nó giống như là nó đang đồng thấm hút vào Someone trong wants to say bạn. hi. Một ai đó muốn say These are hi với the bạn. people. Look. Chú mèo của thầy ấy. Dạ, đây là Really mọi great. người. How does it like if you put the Cái sugar in the cách coffee, mà right? giống như là At first, cái when you cách pour the mà sugar giống như in, là nếu như mà bạn it just bỏ goes to the đường bottom, vào trong right? cà phê đúng không ạ? À, thì cái lần đầu And tiên then you khi start mà bạn stirring it up. đổ đường vào trong cà phê And thì then bạn it's khi mà not nó đi yet xuống dưới sweet. đáy And rồi là then bạn bắt you đầu keep bạn sẽ stirring. khuấy nó And eventually, lên that và sugar rồi dissolves in the nó không coffee. có đủ ngọt And thì và you rồi can't bạn lại tiếp separate tục them, khuấy nó và even thậm if you chí try. là đường đã You tan can't biến take vào the trong sugar cái back out of the coffee, water. hòa tan vào trong cái coffee và bạn cũng không Just có go cái with it. The most không thể phân biệt mainline chúng, thought. nhưng mà thậm chí bạn nỗ lực để mà bạn không có lấy cái đường ra lại So, ngoài nước. Vì vậy hãy đi với lại cái ví dụ how này, do we get và there? cái So chính yếu really là the bạn main không thể, idea is that và we have cái cách mà chúng ta sẽ three đi đến đó, steps. và thật sự là cái ý tưởng chính Like the là first nó sẽ one, có ba cái loại, ba cái bước, và nó we're giống going to như use cái the đầu word tiên inspiration. mà chúng ta sẽ sử Like you dụng meet cái từ somebody đó là and cái you're sự like, truyền I cảm think hứng. that person's Khi great. mà bạn gặp một ai đó và bạn giống như là tôi nghĩ I rằng cái think người that này thì rất person là ngầu, is something that I tôi want to nghĩ be rằng cái myself. người đó thì là một Which cái again điều doesn't gì come đó from, mà tôi muốn just làm doesn't come cho from bản thân nowhere. của mình, và một lần And if you nữa là really không có understand đến what từ we've taught in this bạn, class about bây giờ emptiness, chỉ là you nó would không understand đến that the từ inspiration một comes, nơi nào đó. is coming out of the Giống như seat nếu of the bạn thật fact that sự there's hiểu a rằng teacher in những cái front gì of you mà chúng tôi dạy who's ở trong cái teaching you lớp về tinh something, thông, và bạn sẽ that hiểu too rằng is coming from the seat. Right? cái nguồn It's not cảm like hứng đó nó đến any of this và happens in a vacuum. nó đi This ra didn't bởi cái just hạt giống. happen. Và thực tế rằng có một cái người thầy ở phía trước It's bạn, người mà somewhere. đang dạy một cái điều gì đó, It's coming và nó from your cũng đang seeds đến từ in cái the hạt first giống, nó place. không có giống như là bất kỳ But những cái thứ normally, này that's nó not how xảy you ra, perceive it. You và nó go, không có chỉ xảy ra. that's cool, Và right? tôi khi Something rằng in you nó đến is từ cái hạt giống của attracted bạn to cho cái lần đầu tiên, nhưng mà thông the thường thì bodhisattva cái path. cách mà chúng ta nhận thức và bạn đi cha nó rất And là so ngầu, you và meet thỉnh thoảng someone, thì a teacher, and doesn't, you know, just bạn bị because thu you're hút in a class để doesn't mean mà that that person is your bị teacher. thu hút đến cái Right? con đường Bồ Tát này, và I've bạn gone gặp to một lots ai of classes đó and người I've learned thầy, lots of things và from lots nó of thì không, people. bạn biết rằng And chỉ every là single bởi vì as a bạn ở teacher, trong cái lớp này không necessarily có nghĩa rằng my cái người truth đó about you. là thầy của bạn. And Được that's rồi, và something you nếu have như to mà free bạn yourself. đi đến nhiều lớp và Go to different tôi đã classes. học nhiều thứ If you're từ inspired by nhiều one người, teacher, go to và another tôi có class thể and see nhìn how thấy inspired họ you are giống by như là một someone cái người else. thầy giáo, và họ không có cần thiết Check những to see your giống như motivation. Is là your cái motivation one of đôi được găng tay hoàn your hảo của tôi. motivation, or you just Vì vậy happen to be hãy kiểm attracted tra to this cái teacher? động lực của bạn. I can say all this Động stuff lực to của you. bạn là một trong những cái động lực thuần khiết để mà You just bạn think that teacher's hot. And xảy you're like, ra, ooh, nó I việc want to xảy be ra that. để thu hút And so I'm cái going to người thầy become the giáo, best little và tôi student có that thể I can nói tất have. cả những cái And thứ then này one ngày hôm day, nay, right? và Check your bạn motivation. chỉ giống như là nghĩ Okay. rằng hãy teacher, hãy kiểm tra Because cái that động lực doesn't của bạn, last very long. bởi vì nó And if the không teacher có is worth their salt, quá lâu. that's a good Và nếu attraction to a như mà class. thầy giáo Anything worth của their bạn salt, if the teacher's worth their salt, they won't tolerate that đó very là long những inside of cái you, ấn tượng tốt, right? những cái phiên dịch, bất kỳ những cái Because they thứ. can see through it.
And that's not, it's not a problem. Like I said, like the thing is, it's not a problem to have that attraction. In fact, if you really are attracted to a teacher, it might feel like you're in love with Và them. nếu như mà bạn thật sự thu hút cái người thầy giáo và nó có vẻ như You might là feel cảm like thấy it. giống như là bạn Because ở trong cái tình yêu thương với the họ, love that you à, can được get rồi, from và a nó teacher có is, thể oh my cảm thấy God, theo cái love cách that you này, never bởi vì experienced. họ họ yêu và rằng là bạn có So thể just check your motivation, right? And then don't get vì upset vậy when they don't want to hãy date kiểm you. tra cái động lực Okay. của bạn, à, và rồi đừng có bực mình khi mà không có Those are à, khi worldly họ không relationships có that you muốn have. hẹn hò với bạn. À, Maybe. So, but you và have đó là this một cái, dù inspiration, sao đó là một cái right? quan hệ rất You look là at thế tục, them, à, you và có feel what thể they have rằng to say, bạn you sẽ feel like they have something có được cool cái going on. nguồn cảm hứng này, đúng không ạ? And Và if you bạn look at trong like who they trong are, bạn nhìn họ, you kind of start và checking bạn them out, nghe and you're những like, cái gì họ nói, this person và has something, rồi cảm right? It thấy has giống như something that là I có don't. một cái thứ gì đó rất là tuyệt vời, à, và bạn Right? So that's where nhìn we thấy typically cái all start, người right? mà Something inspires us. hay bắt đầu kiểm tra Like maybe you heard some teachings, maybe cái you người này có một cái I điều gì đó và có một cái thứ gì đó mà bạn muốn, just showed à, up at và a cái class, nơi or you're someone said, hey, let's go to this class. I think this teacher's hot. That's what happens in yoga. Everyone goes to the hot teacher class, right? mọi người đều đi You're đến all cái laughing. And I know, you know, the most popular YSI teachers are the hottest teachers. I know. à, mọi người à, mọi cái người thầy giáo ở YSI thì rất là nóng bỏng, à, và tôi biết But nhưng maybe they're using their. Maybe they're using that as a way to attract you à, và into có the thể teachers. là họ đã đang sử dụng à, họ đang sử dụng cái And we'll cách talk about để that, mà thu hút right? Talk bạn about that vào later. trong cái bài giảng, Like, và chúng ta đang nói về cái điều đó, à, nhưng mà chúng ta nói về nó sau đó. and then, so that's kind of the first step, right? And that's like À, và putting on, rồi, and à, then vì vậy the cái second step, loại you cho know, cái where bước đầu you tiên, kind of à, have this mà bạn hãy motivation mặc or this vào, à, cái bước thứ hai đó là aspiration bạn to biết then rằng chúng ta có một really cái be like loại them, động lực, right? You're à, like, I want cái what they have. hay là cái sự truyền cảm hứng để thực sự trở nên giống như họ, và bạn giống Now như I need là to get tôi back to muốn something here. những cái gì mà họ có, à, và thực sự thì Right. sẽ đi tìm một cái thứ gì đó ở đây, và tôi Right. có một cái thứ gì đó để cho bạn thấy. Da-da-da-da-da. Okay. Oh, hold on. Sorry. Let's try this one again. Mọi người hãy giữ một chút xíu ha, để Well, that's thầy cố gắng để tìm. disappointing. All right. Well, apparently YouTube is blocking the scene. I'll tell you what happens. So there's a movie called When Harry Met Sally. À, tôi sẽ nói với bạn những cái thứ nó sẽ xảy ra, It's vì a vậy là pretty cái popular đoạn phim nó được gọi movie là khi from mà 1989, Harry gặp something Sally. like that. British, nó khá phổ biến, và một cái Yeah, bộ phim YouTube. vào năm Look it up, 1989 và một cái thứ đại loại giống như vậy, maybe. à, nha, 1989, à, nó đã hoạt động. All right. So here's the story. À, và đây là câu chuyện. There's a couple, Harry and Sally. They're not a couple À, yet có một because it's a comedy. cái cặp, Harry và Sally, And they're sitting à, in và họ a không phải là một cái cặp đôi. À, tuy nhiên bởi they're vì sitting nó in là a một like Peach cái Street vở hài Cafe. kịch, à, Right? lãng That's mạn, kind of like where they're à, sitting. They're và having a họ ngồi breakfast ở and all trong stuff. một cái quán cà phê Big And Tree, à, và nó là một cái loại nơi they're mà talking họ đang about ngồi, họ their ăn sex buổi life. sáng, và nó And giống trông giống như là họ đang nói về cái cuộc Harry, đời who's played by tình Billy dục của Crystal, họ, he says, cuộc sống tình dục của họ, và Harry, cái he's người like, mà đã đóng no, bởi no one has ever Billy faked it Crystal, with me. và anh ta đã The nói Google là translators. à, Meaning, nobody has ever faked an orgasm with me. I can tell. I know when à, someone's faking. cái ý nghĩa And then là không có Sally, ai mà không in this có restaurant, proceeds to demonstrate
Và đó That là she một takes a bite of her cái quá food trình của and cái she nhà hàng proceeds để over like mà another hình dung minute ra of this movie rằng cô ấy to fake an orgasm đã in the middle of lấy cái this đồ thing. đã ăn cái đồ ăn của Right, and she thực phẩm gets của like, cô và cô I mean, ấy she does a cái really quá good job. trình mà Okay. trong It's khoảng such a funny một phút scene, ở right? trong cái video thì And nó then sẽ Harry's like, oh my God, I can't believe she's doing this. And of course, all the other people in the cafe are like, Harry giống như là ồ trời what ơi is tôi không going thể on tin here, rằng cô right? ấy làm cái điều này và dĩ nhiên là tất cả mọi cái người ở trong quán cà phê thì cũng giống như You là know, so ủa then cái điều she's gì đang like, diễn ra này she finishes. và bạn biết And then she rằng kind of just like, và rồi cô she ấy looks giống up như with là cô ấy him, hằng looks up hằng at him like, và rồi cô picks ấy up a napkin chỉ and giống như like, là cô cleans off ấy her mouth from whatever donut she ate or something like that, right? cô Then ấy the lấy scene một cái shifts miếng to an older woman cái on the khăn other side giấy of the và giống như cafe. là cô ấy lau cái And miệng của mình she's there, và bất kể and the guy, cái well, the waiter walks up and says, "Ma'am, what would you like?" And she turns to the lady, looks to the waiter, and says, "I'll và cô have what ấy đã she's quay got." lại với cái người phụ nữ và trong Right? nhìn nhìn vào cái She's like, người whatever you phục gave vụ her, I và want nói that là as well. I want to have that same tôi reaction. có những cái gì mà cô ấy có Okay. đúng không ạ và cô ấy giống như là And bất cứ những cái gì it's mà kind of bạn like cho cô that, ấy okay? tôi muốn cái điều đó That giống như type vậy of và tôi muốn là có một cái aspiration. cùng một cái phản ứng nó đại loại giống You như see? là I was like, một I want what they cái have. loại truyền cảm I hứng want tiêu what they biểu have. Go tôi watch the nhìn way they thấy watch những it. cái gì đó và tôi muốn những cái gì mà họ có và tôi muốn những cái gì họ có và hãy đi xem cái bộ phim And đó nó rất là so, vui because you à see them bởi in a vì certain way, and you see that bạn they add nhìn some thấy kind of good họ trong qualities, một cái cách nhất định things that you và bạn want, nhìn thấy then you rằng aspire to họ be có một like cái vài cái điều them. phẩm chất tốt So you những start cái thứ knowing, mà bạn muốn và they rồi start bạn teaching you how to become like them, được truyền cảm hứng right? để trở nên giống như vậy và bạn You bắt đầu see học something good and you're like, well, và that's họ bắt different, đầu dạy that's bạn cool. cái cách I để want to trở do that. thành And giống như then họ và bạn when nhìn they thấy một start cái điều talking gì đó about tốt how và they bạn do giống như this, là you thật start là to khác try biệt to do this, thật là all ngầu these things, và tôi muốn làm cái điều đó và rồi right? tôi muốn thực hiện cái điều Now đó và this khi is the mà second họ type of bắt failure, đầu nói right? You về start cái trying cách to họ do it. làm và bạn bắt đầu nỗ lực để mà thực hiện những cái điều đó đúng không ạ và bây giờ thì đó là một But cái loại thứ hai it's của cái still đức not tin faith yet. và It's still not bạn full faith, bắt right? đầu And nỗ what I lực để like làm about nó these words is that nhưng we're going mà to get nó to a vẫn place where không hoàn toàn faith là is cái not đức tin something that nó cũng you không just believe in là một because cái your đức parents tin told you. tròn đầy Like, that's how most people use the word faith. tôi I have giống faith in như Jesus. là I have cái faith từ in my mà God. chúng ta You have sẽ faith đi in your đến God, một cái right? nơi mà I cái have đức tin belief, thì right? I không have phải belief là in một cái Jesus. thứ gì đó và bạn chỉ có tin vào And bởi most vì times when people use ba faith, mẹ they của use bạn faith nói in với a way bạn that's, và tôi có một cái đức tin với lại Chúa và you bạn know, có it's một cái not, đức they tin never với thought lại about, right? They just were taught it. Chúa và Or tôi they're có part of a một group cái of niềm people that tin just đúng mà said it và isn't tôi true. có một cái Is that niềm what we tin all vào cái believe? điều đó nhưng mà We hầu believe in hết thời gian democracy. thì khi We mà mọi believe người in sử dụng cái đức tin họ sử dụng whatever cái đức it's, tin theo right? một cái cách mà bạn biết rằng I nó believe in không my đã candidate. không You believe in your candidate, right? có suy nghĩ giống như vậy và tôi tin So, rằng tôi tin vào cái ứng cử viên của tôi right, và the bạn second step tin is vào really cái ứng about cử viên của now you're bạn going đúng không ạ to nhưng mà cái bước thứ hai aspire to thì be thực like them. sự Let me về try this. tôi sẽ And over time, truyền cảm hứng you have your trở successes and nên giống failures, như họ right? You và have tôi your, sẽ nỗ lực để like làm if cái điều đó you nhiều learn how to lần play và the bạn piano có and you know những your cái hands sự aren't the thành keys and you're công like, và cái I sự don't thất know how bại to move the và bạn fingers, có giống như là nếu right? như mà bạn đang học bạn You muốn practice để học cái and you cách learn mà all chơi the different piano và techniques. rồi bạn đặt cái ngón And then tay của bạn eventually over lên time, trên những cái bàn phím và tôi không then có you biết là cái start cách mà having bạn this di chuyển facility, cái ngón tay của you know, mình bạn playing thực hành nó scales, và rồi playing bạn học tất cả arpeggios, những cái playing kỹ thuật khác nhau và simpler rồi songs, more cuối complicated cùng chord progressions. nhiều lần và bạn bắt đầu có được những cái phương tiện này và bạn biết chơi And then eventually you just sit down and it's like một cái bài you're bài playing đơn giản Beethoven, right? nó không quá phức And it's the và same rồi thing with cuối you cùng get thì to know bạn what chỉ cứ beat and you ngồi xuống understand và giống như là that cùng instrument, you một cái understand the thứ sounds, you understand the structures of it.
And then what happens is you start moving into what we call À, và kind of rồi cool những place. cái gì xảy ra khi mà bạn bắt đầu di chuyển Like và you những cái gì mà chúng ta gọi là have done it enough and proved it to yourself that nobody can tell you otherwise. Or you just nó giống như are là they chúng ta gọi nó là một cái sự subsumed kết án mà like bạn tea đã in hoàn the thành water nó or the sugar in đủ last để mà season. chứng minh bản thân của mình You are rằng không just có that. ai có Yes. thể nói với bạn những cái điều You khác don't need và anyone to nơi mà tell you. bạn You don't need someone to be like, bạn không có hey, I cần got bất this kỳ new một cái system. ai You're like, nói oh, với my bạn system bất works kỳ một fine cái now. điều gì và bạn không có cần một cái ai That doesn't mean you trở don't nên giống như listen to vậy. people and you, Và it doesn't tôi mean you có close một off your mind cái hệ thống to other mới và things, bạn giống etc. như là cái hệ thống của tôi thì nó hoạt động rất là tốt và cái điều đó nó But không có all of a nghĩa sudden rằng you have bạn this không có lắng conviction nghe that mọi this is người the way, và nó like the không có Bible. nghĩa rằng bạn không có And there's no, nothing can bạn đóng cái convince tâm you trí của mình otherwise. lại. And it's not like you have this faith that kind of blossomed out of blindness or out of just Và bạn có following được what you cái heard, đức tin you này heard. đó là một cái loại được You've nở tested hoa it out yourself. ra You've khỏi reasoned it. You've put the four steps in your bạn mind. kiểm You've tra done all of these nó things. You've seen the results of bởi it bởi mình yourself, và bạn có not cái lý do và made bạn up, đặt nó not vào because trong everybody else is doing bốn it, bước but trong cái sự because thực you hành did và it. bạn đã hoàn thành tất cả những cái thứ này và bạn đã nhìn thay And that's cái what kết we're all quả trying của to chính get bản towards, thân của right? bạn và nó đã We're tạo trying to ra get to this place bởi vì where mọi người khác thì đang làm being a nó nhưng bodhisattva mà bởi is vì an bạn bạn đã automatic, làm nó và những cái automatic ACI. những cái gì mà chúng ta gọi là nỗ lực để hướng Automatic. về phía trước đúng không ạ? Yeah, Và chúng ta same thing đang you nỗ lực said. để đi There's đến Sally. How are cái you? nơi này, nơi mà trở thành một cái vị Bồ Tát, In the chat. làm một Yeah. cái thứ gì đó nó tự động, một ACI tự động, You know, so how does one, how does it become automatic? How và does a bodhisattva cách live? mà Like, một this is cái the người opening lines of the mà trở Golden Door thành một Sutra. cái sự tự động để mà trở And how is a thành một bodhisattva supposed to cái live? cuộc sống của một cái Bồ And Tát. how are you À, nó supposed giống to như đó be? là chúng ta mở ra một cái dòng trong cái kinh Năng Đoạn Kim You know, Cương how do you get thì to be cái a cách modern mà Bồ bodhisattva? Tát được By the way, every cho bodhisattva is a modern rằng để sống bodhisattva because they're living in là our gì time. như thế nào và nó giống như là That's bạn why we giả appreciate. sử để trở thành một cái ai, cái cách mà bạn trở thành một ai đó và cái cách mà bạn But how do you có get được that một added to cái that trở Sally thành một cái Sally? Bồ Tát hiện tại và Because you didn't bạn come to dù 12 sao thì mọi ACI người classes nhìn thấy rằng just Bồ Tát because hiện đại đó là một Bồ Tát hiện đại và you bởi think vì you're họ the đang best sống yet. trong cái cuộc No, đời của you're họ. not here Đó just là những cái because, gì you mà know, giống you như là have tôi some đang kind mặc of cái small áo hope. và Your bây hope is giờ big. bạn đang có cái You have a thái big, độ đó you ở have a bên trong big của bạn vision và bởi vì for bạn what đã không đến cái the lớp world could be, ICI12 you chỉ know. bởi vì tôi không có tạo nhiều And this enables us cái something chuyện really đùa về awesome. nó và bạn biết rằng And I don't know bạn không exactly có why ở this đây is, but chỉ I have a bởi vì feeling, bạn có một vài you những know, cái hy vọng nhỏ, những cái when hy vọng của bạn thì something lớn, large and negative happens, bạn có một cái tầm nhìn lớn right? và những How cái gì long mà will thế you, giới có thể trở thành và bạn biết how là thầy long will Geshe you Michael just đã nói là đôi wallow in khi the thực sự self-misery of it? nó rất là tiếc vào tối ngày hôm And then qua how và long tôi will không có nhớ you chính xác cái cách mà chúng start ta focusing nói. on Tôi using your có một cái cảm xúc creativity and là khi mà innovation một cái thứ gì circle? đó nó lớn và những cái tiêu cực nó xảy ra và cái cách mà Right. mọi người What do you do when there's a nuốt long nó extended war? What do you trong do when your government cái changes sự and you don't khổ like đau của bản thân và rồi cái what's cách happening? mà What do you do nó when there's a bao natural lâu disaster? thì bạn bắt đầu tập trung Do vào you say, oh my sử God, my dụng scenes cho are cái so sự sáng terrible? tạo và cái phát minh và cái sự sáng Or tạo để do phục you vụ cho go, mọi well, người that's và interesting. những cái gì mà bạn làm That's what khi today's mà like. có một cái sự nơi Like, cái how chiến do tranh we nó được take, how mở are rộng we take ra care of và people? cái điều gì Like, mà chúng ta làm khi mà cái chính phủ của chúng ta if we didn't start thay teaching đổi on và Zoom during bạn the không có pandemic, we những cái wouldn't be gì nó doing đang this xảy today, ra và những right? cái gì mà làm We could và have nếu just như mà curled up bạn and không said, bắt well, đầu our dạy students ở suck. trên Zoom trong suốt cái We'll thời have to gian stay đó home by thì ourselves, chúng so ta cũng okay. sẽ không có Right. làm nó được thực hiện nó Or ngày hôm hôm nay
We got À, và chúng creative at ta có AC, thể right? And chỉ we were là like, okay, cuộn mình what fun can we do và now? chỉ có Damn it, we all have to stay at home. và chúng ta sẽ phải Okay, ở nhà let's just make a bởi commitment chúng to ta teach và all chúng ACI ta sẽ classes in all sáng languages. tạo ra cái lớp ACI và chúng ta giống như là nó là một cái thứ gì đó rất And là let's just do tuyệt mà everything chúng ta online. có thể làm bây giờ. Sweet. Và hãy chỉ làm mọi thứ And so it's really trực tuyến. like, Nó rất là ngọt ngào. and Và that was a bạn biết great thing. rằng nó thật sự giống như Because most of là you came to đó ACI, you là came to một ACI cái because thứ of rất là vĩ đại mà nó đã đến. Và nó giống như là bạn bạn đến cái So lớp yeah, the pandemic ACI sucked, but và we didn't just curl up on a couch and whine about it. Right? Like, oh, let's just go teach people online. So what do you do in the face of disaster? That's the big question. vậy thì What những do cái you gì do mà when bạn things don't cái go the gì way bạn đang đối diện the với way là you những want? cái thảm họa và đó là một cái câu hỏi lớn, những cái gì mà And when things don't go bạn the way you làm want them to khi go, mà một cái don't thứ curl gì up and đó nó say, đi I'm không đi such a theo bad một cái cách person đúng to đắn our và cái creatives. cách mà bạn muốn My seeds are so họ bad. I đi must have been và made rồi by a terrible một cái thứ person. gì đó mà nó không đi Stop it. theo cái Okay. cách mà bạn muốn họ đi If what we thì said was bạn true, sẽ you've lost your giống như reason là for nó là một cái người of tệ food and bad đã laws. You tạo ra you cái can điều này everything. và những cái hạt giống thì nó quá Right. tệ Why do you think you can dream just có about nghĩa rằng anything real? là một cái người tệ. The things that don't even Và like nếu như in mà your chúng ta eyes. nói là đúng Because you've done it before. You've done bởi all those vì things before. mọi thứ You see? mà So, thậm chí trông giống như and là they've cái done them cuộc like đời của thousands and bạn thousands bởi of other vì times. bạn đã So, thực hiện nó don't be trước a đó bad và bạn person. đã You've done hoàn a bad thành tất cả person những cái now. thứ You gì just đó said trước that. đó và So, bạn nhìn we all thấy do. nhưng Don't mà curl bạn up. có Just thể đã be hoàn thành chúng here's giống me như with là the truth. cả ngàn cái kiếp So, sống cách đây và không and so trở how do thành you một cái get to người that xấu và conviction? bạn không có That's my question làm for một cái today. người xấu và bạn không có Like, how cái do we hạt giống get to xấu it so it's và chúng ta automatic đã làm bodhisattva? ở đây có How một do cái you cơ hội get mới, there hãy xem là cái cách mà chúng so ta that để when so you đi can ra be that khỏi living những cái example? That's the COVID này question. và đó là một cái câu hỏi rất là When you lớn walk cho into ngày a hôm room nay and và cái everyone's cách like, mà chúng ta I'll have nó what tự she's having. tự động trở thành là một vị Now, Bồ that doesn't Tát mean you và walk cái in a cách room and mà you chúng fake an ta ở orgasm đó every time you vì walk in vậy a chúng room. ta That's có not thể happening. sống giống như một cái hình mẫu và What you đó là một mean cái câu is, hỏi like, và bạn đi vào trong cái phòng và mọi người you giống như just là do you. những cái You gì be mà cô you. ấy đã có điều And then đó nó people không are có nghĩa like, rằng bạn đi vào trong I phòng và want what they bạn have. tôi muốn những cái Right? gì mà họ có. Hold on, I'm just looking for something from last night. Okay. Like when someone walks in the room, right? Nó And you're giống như là like, khi một cái ai đó bước vào trong cái phòng và bạn giống how như do là they, like, they look like they're just. cái cách mà họ You know, have you trông ever như watched a là yogi walk into a họ room and chỉ you're just like, they look like they're just xem floating on the giống như floor, là they're một cái barely người looking up. yogi đi vào trong cái căn Or phòng like và bạn giống như a là ballerina, you're wow, just họ trông that giống như person that là just like is được always dancing. gọi là di chuyển nước ở trên And I don't mean you have to look cái like nền a nhà like a like và trông like giống như là a họ họ đang YSL đi. yoga teachers. That's not what I'm saying. What I'm saying is like you walk Và in. In your những presence, cái gì the mà tôi person muốn that nói you đó thought là the bạn đi person you've vào become và cái sự is hiện diện của immediately like a bạn, head cái turner người where everyone mà goes. bạn bạn muốn trở thành thì ngay lập tức quay trở You know, cái and it's nơi not mà an cái người ego, đó it's not a đi. question of ego, right? That's not what that is. Vì vậy nó không có phải là một Right? cái It's a bản ngã. question of. Nó không phải là một cái You know, how are you helping people? Even just with your presence, you just being there helps people.
Bạn biết là cái cách mà bạn đang giúp đỡ mọi And người, thậm chí intervene chỉ when với you cái saw sự me hiện diện walk của in bạn and không? sit quiet À, by và a bạn chair chỉ ở to đó people để giúp that you mọi người và giống như inspiring là bạn people chỉ just by being trở there. thành bản thân của bạn. Bạn đi vào và bạn ngồi yên Right? lặng ở trên một cái ghế và mọi người And giống that's what a như là bodhisattva does because được then they're truyền like, I cảm want to have some of that. And chỉ then you để find out, bởi wow, that person bởi bạn, kind of like và teaches. đó So I là come to this những cái gì ACI mà cái class vị Bồ Tát làm, và or bởi the vì ISI họ class trông or giống như ACI là à, class tôi or muốn có một cái điều gì DSU, đó, the à, và university rồi one. bạn sẽ I don't tìm care ra, what class you go to. à, và Makes cái đó là sense. một cái loại, Whatever. Or người some thầy other giáo tốt, và creed bạn biết rằng that's good. đến với cái lớp ACI, YSI, DCI, DSEU là cái trường đại học, nhưng mà tôi không có quan tâm. Đó là cái lớp Because gì that's mà how a bạn đi, bodhisattva à, mix thinks. nut, bạn biết là bất kỳ cái gì Because a hay bodhisattva là những cái understands dòng truyền thừa inspiring. khác nó đều tốt, nó không là vấn Right? đề. How Và do bạn you biết get đó, that bởi vì automatic cái cách mà một cái vị Bồ Tát làm, bởi vì cái Bồ Tát thì attitude? hiểu được How does it nó đến become từ đầu nơi someone mà nó đến, you are? và cái cách mà bạn sẽ được một cách You tự are at nhiên, ease có một cái thái độ tự and nhiên you ở are trong tâm trí bodhisattva. của, tự động trong tâm trí của bạn, và cái cách để nó And not trở thành một just cái thứ and not gì đó always is nơi just mà our work. bạn. Sit for hours in Và classes, sit tôi for muốn có hours in một vài classes, thứ, sit và for hours in đó classes. là Like, chỉ trong một vài cái cách, và these nó thì ideas. làm Imbue việc yourself rất with là chăm ideas. chỉ, Be the tea ngồi bag cho in the vài water. giờ trong lớp, ngồi vài giờ, Okay. And và giống sometimes như the là water is có boiling những hot cái ý tưởng and it's này. uncomfortable. Và đôi khi thì nước thì It's going to sôi, be difficult. Don't nóng, expect và nó your không có thoải bodhisattva mái, life to be và tôi sẽ trở nên full of khó, moons, rainbows, and unicorns. và không có kỳ vọng. Vị Bồ Tát, cái con đường Sometimes it's của that cái bad. vị Bồ Tát Sometimes it's trở really thành difficult. một cái quả bong bóng hay là cầu vồng, vì đôi And khi nó giống như your vậy, karma will và đôi test khi you. nó thật sự rất là khó. Và bạn biết là cái nghiệp của bạn nó sẽ test, nó sẽ kiểm tra bạn. But how do you get there? One is just put yourself in the Vậy water. nhưng mà cái Be the cách tea mà bag in chúng the ta water. đến đó, And just sit in it. một cái thứ mà chúng ta chỉ đặt bản thân Let mình the vào water trong nước, infuse you. Or you để infuse the water. I don't know. Maybe it's both. có thể là bạn. You know, the other thing is then that your practice, you have to be practicing, right? You have to be doing it. Like, if you don't do the things, you won't become the thing. Hãy để nước truyền vào trong bạn, hay là bạn truyền vào trong You nước. know, Tôi không biết, the có thể thing là is cả the hai, và fourth bạn law biết of đấy, karma những cái depending thứ on khác. you, Thì khi boiling. mà bạn thực hành, bạn sẽ Third law of bạn karma đang is if trở you nên do thực it, hành, you bạn get the làm nó. result. Và nếu như bạn không có làm cái thứ gì mà The bạn fourth law of không karma muốn trở is thành cái điều if you đó, và don't bạn do biết it, you rằng won't. tôi nghĩ nó là cả bốn cái quy luật nghiệp, mà nó phụ thuộc vào cái cách mà bạn làm việc với cái người khác. Cái If quy you luật want thứ to ba của assure nghiệp là yourself nếu to như never bạn have làm, bạn sẽ có a được cái kết direct quả. experience of Và cái quy luật mindfulness, bốn just của don't bạn have là nếu it. bạn không làm thì bạn sẽ không có. Và nếu như mà Okay, bạn muốn it's đảm okay. bảo You don't bản have thân to. của bạn không No bao one's giờ forcing có you. những cái You know, chứng, là không bao giờ có don't được cái keep your chứng book. trải nghiệm tính không trực tiếp, Don't watch thì the đừng way có that your thì mind works. vì vậy bạn Don't không do the có four phải hours. Don't do the thúc four đẩy steps. bản thân của You mình, want to và bạn assure that không you don't cần have tiếp those tục giữ experiences. cái cuốn sổ, Don't và bạn have a không cần teacher. phải xem Okay. mọi tâm trí của mình hoạt động, và If you bạn don't cũng want it, không cần phải don't làm do bốn it. cái sức mạnh, bạn cũng không làm bốn bước. But Nếu if như you bạn want it, muốn đảm bảo rằng bạn không có những cái a trải lot of nghiệm đó, times is it where like và guilt không có comes in. A cái lot of người giáo times people viên, will và say, nếu you như don't bạn accept không muốn Jesus. nó, bạn If you không do làm want nó, it, nếu như do bạn it. muốn nó, thì rất là Just nhiều do cái it. thời gian And then hãy all of a sudden people are like, well, mọi người I can't do sẽ it the way they đi do it. vào I'm not a trong good cái enough câu, và nếu như practitioner. bạn muốn thì hãy làm And I'm nó. only doing half Và of the rồi things at times, bất thình like, lình mọi người giống như I'll là never get tôi không there. thể làm nó theo cái cách họ làm, Don't do tôi không that có đủ as well. tốt, tôi không có đủ là một cái người thực hành tốt, và tôi đã không bao You giờ đến build được things đó, on top of và each other. không có làm cái điều đó And tốt. eventually it Và becomes bạn đang habit, and xây eventually dựng it những cái becomes thứ something đó you just ở do trên automatically. lẫn nhau, Where all you và want to do cuối is cùng make thì nó trở enemies in thành một cái meditation. thói quen, và cuối cùng thì nó trở thành một cái Right? thứ gì đó You mà want bạn to chỉ làm nó một cái cách tự động.
Và nơi mà tất cả bạn muốn làm và khi mà bạn thức dậy và ngồi thiền, bạn muốn giữ cái cuốn sổ của bạn, bạn muốn tiếp tục giữ bản thân của bạn trong để tìm kiếm cái con đường để giúp cho những cái người khác ở một cái cách tốt hơn và lớn hơn. Và bạn biết rằng cái lý do mà tôi di chuyển đến cái ngôi nhà tuyệt đẹp này, bạn có thể nhìn thấy cái mặt trời bắt đầu mọc lên, và vì vậy tôi có thể giúp nhiều người hơn, và tôi có thể là đi xa hơn một chút xíu bởi vì thầy Geshe Michael đã thông báo ngày hôm qua, và chúng ta sẽ có một cái party và một buổi tối party và giảng dạy ở nhà của tôi. Và nó là một cái tôi rất là trân trọng về cái điều đó. Tôi rất vinh dự về điều đó, và tôi cũng giống như là tôi muốn tôi trở thành bản thân và rất là cẩn thận những cái gì mà bạn yêu cầu, và nghiêm túc, thì đó là một cái lý do mà tôi có cái ngôi nhà này, và vì vậy tôi có thể phục vụ nhiều người hơn. Tôi có mọi người ở đây, tôi có giảng dạy ở đây, và nó là một cái nơi mà mọi người có thể đến, và không có ai đến cái nhà khác của tôi, và tôi không bao giờ mời bất kỳ ai đến cái ngôi nhà khác, và nó không có đúng. Nhưng mà tôi biết rằng nó là một cái con người khác biệt. Cái người mà bạn có cái ngôi nhà giống như là những cái gì mà bạn làm, những cái gì bạn đang làm ở đây, bạn đang ở cái nơi mà cái cách mà bạn đang nói về cái điều này, cái ngôi nhà của bạn có thể là một, nhưng mà nó có thể là một cái nơi nơi mà bạn có thể giác ngộ. Và tại sao bạn sẽ làm nó trong bất kỳ cái khác, và nhưng mà đó không phải là cái suy nghĩ mà tôi có cách đây 10 năm, nhưng mà tôi giống như là tôi muốn một cái thứ gì đó nó ngầu ngầu xảy ra trong cái ngôi nhà của mình, và đó là cái nơi mà cái phép màu nó sẽ diễn ra, và nó chỉ được phát sinh theo cái cách đó, và tôi đã không có phải nỗ lực để mua cái ngôi nhà. và và mọi cái thứ thì nó rất là dễ dàng để nhìn, nhưng mà những cái người khác với những cái hạt nghiệp khác nhau thì nó có thể là một cái thứ gì đó hoàn toàn khác, và đó là cái điểm mà tôi muốn đi đến. Một cái ai đó có thể đi vào trong cái ngôi nhà này và giống như là nó thật là xấu và tôi không có thích nó, và một ai đó có thể vào trong Zoom ngay bây giờ và có thể nói là những người nào đó thật là cái lời giảng dạy thật là ngu ngốc, và tôi không có gọi cái người thầy cái lời giảng dạy này, và nó thật là ngu ngốc, và đó là cái người mà tôi không có thích, và đợt tôi thoát nó ra, và bạn đã từng có những cái cuộc đàm thoại giống như vậy, và nó giống như là bạn nói với cái người về cái người thầy của bạn, và họ giống như là cái chàng trai đó. Tôi không thích tôi không thích cái cách mà anh ấy nói, tôi không thích cái cách mà những cái âm thanh, bởi vì là tất cả đó là cái thực tại, nó chỉ là cái việc thịt và xương, và nó dường như là thịt và xương, thì ở ngoài đó có một cái người thầy Bồ Tát, một ai đó khác, họ giống như vậy, họ đã nhìn thấy có tương tự có máu và xương, và họ là họ thì là một cái người dường như rất là tuyệt vời. Họ rất là tốt, họ chăm sóc mọi người, họ không bao giờ lấy bất kỳ cái tiền mà họ có, và họ cho đi, và họ làm tất cả mọi cái thứ. Những cái người khác thì chỉ giống như vậy, bất kỳ khi nào, bất kỳ cái điều gì, và rồi bạn bạn bực mình và bạn muốn đấu tranh với họ, chiến đấu với họ, và bạn muốn chứng minh
À, đó là cái người tuyệt vời và đã mà bạn đã từng có một cái sự hẹn với một cái ai đó và bạn của bạn không thích họ và có lẽ là bạn của bạn đúng nhưng mà bạn biết rằng bạn ở trong cái tình yêu với họ thì So những cái how do người you bạn get của the bạn karma to không có have a parent? trở nên How do you get there? ở trong cái tình That's yêu the với họ, question. So you nhưng woke mà up tôi one chỉ morning and hoàn you're like, toàn có cái yes, nghiệp I'm gonna khác go to biệt paradise or và I'm vì gonna be vậy cái close. cách mà tôi có cái nghiệp đó để tôi có một cái Or thiên it đường just là is cái cách mà automatic. tôi có cái nghiệp để có một cái thiên đường Just và cái one cách more mà thing tôi that sẽ đến đó that đó là một never cái câu was anything hỏi. else. Vì vậy mà bạn thức dậy và buổi And that's sáng và why we bạn giống study như là freedom. tôi đang ở trong cái thiên đường That's why we study hay emptiness. là tôi đang bị lạc lối ở đâu đó Because nơi things were mà never nó chỉ là một cái sự not tự động, empty. chỉ là Things were một cái thứ never tự động, any nó other way. là một cái thứ không là một cái thứ gì đó khác hơn And when you take that đã one từng simple idea không đã từng to có là bất you, kỳ một that cái thứ gì person đó is khác. a Arya Và Brahm đó là lý sect do fan. tại sao mà chúng ta học Emanation về of a ngài Buddha Shantideva, tại sao chúng ta học designed về to tinh teach không, bởi you vì mọi cái thứ create, thì nó không bao and giờ to là someone nó else, trống, they're just mọi cái thứ some thì stupid schmuck. không Right? bao giờ là bất It just means kỳ idiot. theo cái cách đó. Okay. Then, what's the difference? Right? Và cái sự khác biệt là gì? Like, how do you get that emptiness attitude, Vậy thì cái cách which then mà necessarily brings you to a place of bạn compassion, có to được một then cái just thái be coming độ back? về cái tính không đó là những cái gì mà nó cần thiết để đưa bạn đến một cái nơi của cái lòng So từ bi how does one và get rồi nó chỉ là một cái sự how tự does one động. get Bạn biết those là cái attitudes? cách mà bạn đi đến đó You và know, because bạn then biết once you cái get to cách that thing mà that bạn left có you, được cái thái độ đó that no one là can gì, take it away và from you, bạn biết rằng bởi vì those một cái ai realizations đó, can't một khi be mà bạn taken away. đi đến đó là cái cấp độ thứ ba thì Because you're doing it yourself. không có một ai có thể lấy nó ra khỏi And bạn. Cái sự nhận thức đó không thể được lấy ra khỏi bởi vì bạn đang thực hiện nó bởi chính bạn. Và cái cách mà bạn làm, cái cách mà tôi muốn đi đến đó là cái cách. I would say if you're not trying the practices in a Và tôi consistent sẽ way, nói rằng nếu why như are mà you bạn here? không có nỗ lực để mà thực hành theo You một know, cái and cách everybody's mà at their own place in their nhất path. quán. So again, Và don't tại judge sao bạn anyone. lại ở đây? Bạn biết rằng mọi người Right? có cái cuộc But những cái nơi you were riêng của sitting on the họ ở trên outside cái looking con in. đường của họ, vì vậy là đừng có phán xét Jason bất kỳ Michael ai. was Chúng giving ta a đang ngồi sacrament, trong completion sacrament, YSI which is like, cách đây yes, một you'll get tuần tantra for your và practices. thầy Geshe Michael thì vừa Right? cho chúng ta một And he's cái giving giai you an đoạn open way of hoàn saying tất thực this. hành và nó là I một heard someone cái complain. mật tông I've yoga been cao hơn, studying ACI for thực 15 hành years mật tông just to learn yoga mật this. tông cao hơn And now you're và sitting in a thầy class and đã there's all cho these chúng ta hot young people from New được mở York ra trong trong who've YS never lớp của studied at YSI và all, tôi đã nghe giving một vài người completion cùng state lên practices. và tôi đã nghiên cứu về ICI khoảng 15 năm, chỉ học I cái was điều like, này và bây giờ thì ngồi trong một cái lớp mà ở đó thì my những cái first người thought, rất là nóng shit. bỏng ở New York My và first thought người was, đã từng chưa no, từng you học don't và tất cả understand. những cái thứ đó đã hoàn thành cái giai đoạn thực hành và And đó là cái suy using nghĩ đầu God, tiên those của teachings tôi in và the tôi đã first không place chia where you sẻ nó realize và you have cái the karma to suy nghĩ pay. đầu tiên đó là And bạn you got không có the hiểu bất karma to kỳ một get cái điều gì, people cái lý do mà who bạn có những cái giảng were dạy này trong inspired. cái You lần didn't đầu tiên aspire, you had the bởi motivation vì to bạn help. có cái nghiệp để mà And bạn then có your chúng karma ripened và for bạn you. có cái nghiệp để bạn bạn có And then chúng you're bởi like, vì you're bạn complaining that đã that new student thực over hiện there nó, bạn is được getting the truyền same cảm hứng teachings. và Who are they? Like, you gotta add bạn có another cái layer động to lực để this. đến đó và rồi cái nghiệp So của bạn your nó chín teacher is mùi và empty, rồi but nó that xảy person's ra not empty. và rồi bạn giống như là bạn than phiền rằng những cái người học sinh mới Oh, that họ ở person's just a đây với cùng một cái self-existent giảng young dạy student who's họ là immature and ai doesn't know that họ they're in đi completion stage họ practice. có thêm vào những cái tầng I'm sorry, cái you lớp don't giống even know what that person heard. giống như vậy hay không và cái người thầy You giáo thì ta can't trống rỗng prove và cái người đó that không person có heard the same class that người you thầy heard. giáo thì là tôi có là
trống rỗng, nhưng mà cái người đó thì không trống rỗng. À, đó là cái người mà chỉ That tự person may tồn not have tại, heard completion stage practice. That một cái person may học have been viên thinking trẻ about tự tồn embryo tại, fragments. mà cái người mà chưa có chín chắn, và không có biết bất kỳ một cái thứ gì hoàn That toàn, của person cái may giai have đoạn heard hoàn about some thành. other blood. Tôi xin lỗi, tôi thậm chí là không có biết cái gì, và tôi không thể Or chứng minh rằng that cái người person đó đã is nghe cùng just một cái another lớp. part of your perfect paradise Và cái người đó thì teaching chỉ you giống như that là you những haven't cái phần figured khác out where của things come một from. cái thiên đường hoàn hảo của bạn, và những You're, cái giáo pháp that mà person bạn showed đã up không just có specifically for you hình dung to see ra how good your nơi understanding of mà them mọi cái was. thứ nó đến, và bạn, và cái người Now, đó God made me xuất hiện, from New và York. nó chỉ là một cái sự cụ thể đối với bạn để nhìn thấy cái cách Getting completion stage practice. mà cái Highest sự hiểu embryo biết tốt practice của there bạn is. thật sự là. And they haven't even studied karma and emptiness. Và họ thậm Oh, chí who hasn't studied karma and không nghiên emptiness, cứu dummy? về nghiệp và tính không. You need to go Người mà back đã to không học về ACI nghiệp 12. về tính không, You thật need to go back to là ACI và 12. bạn cần You phải need to quay go trở back to your về với practice lại ASI paths. 12, bạn phải cần quay về với ASI 5, bạn Why are you cần phải quay judging? về với lại ba cái con đường, ba The cái more con đường. judgments you pass on people, the more you're going to block your Và advancement. tại sao bạn bạn đang đánh giá họ, và nhiều cái sự đánh giá mà bạn đã truyền qua cho mọi So người, what và attitude should nhiều you hơn là have bạn toward sẽ that person? khóa lúc mà bạn đã chặn đi Do cái they sự look like tiến they're bộ của mình, 20 và years vì younger vậy than cái you? thái độ mà Yes. bạn nên có với cái Are người they đó from rằng New York? bạn, Yes. họ trông giống Are they như a là hot yogini? 20 Well, you know, tuổi, for me, maybe for trẻ them, hơn I don't 20 know, tuổi right? với They're bạn, like young và and họ hot, đến right? từ New York, Perfect. và Yes, họ they are all là those things. yogini đúng không ạ? Và But yogini why do I trẻ, see và it? bạn biết rằng đối với tôi có thể rằng bạn If you study trông trẻ emptiness long enough, và you nóng can look bỏng. at them and be like, Nếu như bạn học về what else tính could không they be đủ doing? lâu, bạn có thể Someone nhìn else thấy might be like, họ, wow, và that's coming bạn from giống you. như I'm là ô cái so điều gì glad. đó khác có By the way, thể they're not. But trở thành just as an họ, example. một ai đó khác có thể giống như vậy. I have people from the city. Đó là They cái người think mà their đến từ city, New the York, only city there is. họ Right? You don't think they're hot. You just think they're a little pretentious. bạn không có nghĩ I'm not rằng going to họ use the word because I nóng might get bỏng, judged. bạn chỉ Okay. nghĩ rằng họ là một, But because they have an emptiness too, và bởi maybe vì họ cũng có tính không, there's something else going on. và bởi vì Maybe they're an emanation of a Buddha. có lẽ là Just có một cái sent thứ there gì đó specifically khác nó for you đang to diễn see how ra, có một strong their cái understanding is. Or they're vì actually Phật teaching you and chỉ making you, gửi that đến you have a little bit more to go. ở đó một cái cụ thể mà để cho bạn có thể nhìn thấy Right? cái cách mà cái sự hiểu biết của bạn So có are they mạnh mẽ, really và cái họ a thật 20-year-old sự from dạy New cho York? bạn rằng bạn có Or are thể, they và bạn có một cái chút really gì an đó, emanation of a Buddha? và hay Which one are là they? And this is vậy thì also where somewhat people fall in Vajrayana practice. Because they say, oh, they are a Buddha. Right? Oh, really? They're a Buddha from their own side? tất cả họ Oh, everyone's a sẽ Buddha. là Everyone's an Phật, emanation. Everybody's teaching. họ là Phật, từ It's cái good to phía have that attitude, right? chính họ. But it's also like Mọi người if you là get Phật, blocked in mọi người self-existence, the làm attitude những will cái, embed itself deeply inside you. mọi And người your nó teaching là itself một existent either. cái thái độ đó, nhưng mà nó cũng giống như là nếu như bạn có thể khóa lại cái sự tự tồn tại, cái thái độ mà không có That state of mind bản chính could nó, look là at sau bên trong chính that này bạn, symbol cái thái độ mà and không có, see the cũng potential to không be có anything một cái is sự also something that's coming from tự the tồn mind. tại, và đó là cái trạng thái tâm mà bạn có thể nhìn thấy một cái There's no thứ gì đó mà self-existent attitude that you're tại, trying to get where you và have nhìn that thấy được cái tiềm self-existent năng conviction để that trở your thành bất kỳ một cái điều gì teachings. đó, và cũng là cái Okay. thứ mà nó There's đang đến nothing từ there cái nghiệp, that is as và a không nature có cái of being like tự that. thái độ tự tồn tại mà bạn đang nỗ And lực that's why it can have that để nature. đến cái nơi mà bạn
Có một And Kathy said it really well. If you really understand this, the person that you become is that có you được. become very humble. You become open and À, nếu available. như bạn thật sự You hiểu cái have điều a lot of đó, integrity, cái người đó right? mà bạn trở thành thì bạn sẽ trở nên rất Because it là khiêm forces tốn. you to À, understand bạn the things that mở I ra see. và bạn luôn sẵn sàng và bạn có rất là Which did I nhiều see cái sự first? chính trực. The À, Buddha in bởi the vì room? Or did nó I ép see the bạn để hiểu những 20-year-old cái that's thứ getting mà bạn đang nhìn completionist thấy? practice Vậy thì when I've nó studied là cái for điều gì 5 mà bạn years sẽ and nhìn I'm thấy đầu better than tiên? them À, because I Đức Phật see ở trong phòng and they hay là haven't? cái thứ mà tôi đã Which nhìn one do you thấy? see first? À, một cái người 20 Right? tuổi mà đã hoàn thành cái giai đoạn They thực saw that hành. first. À, That's the khi karma. mà tôi That's the nghiên karma cứu that came out. nó And khoảng then the 20 next năm thing that và came out tôi was à, their tốt hơn, intention. bởi vì tôi đã nghiên cứu nó và There's họ an thì không intention có. there that they Vậy were thì doing một something ai else. đó Right? mà Two họ different đang karmas mình arose nhìn nhìn thấy đó trước. at different times. Vì Right? vậy đó là cái nghiệp nó đi ra. À, và rồi And cái điều tiếp theo đó là cái nghiệp, that's where your à, cái practice tiềm năng comes. mà họ có What am I thể trở really thành một seeing? cái ai đó. Đó là Right? hai cái What am I nghiệp really khác biệt seeing? đó, nó khởi sinh à, tại cùng cái thời gian khác biệt với nhau, à, và nơi mà bạn Am à, I thực really hành seeing anything? à, Which nó then diễn proves ra, that và những cái gì mà tôi thật sự but nhìn it thấy, appears à, to me những cái that gì it's mà tôi real. à, thật sự And nhìn it's thấy not bạn không unreal thực as it sự nhìn appears thấy bất when I kỳ một think cái about it. gì cho cái lần đầu tiên, à, nó xảy ra đối với bạn, nó thật, How would và you nó treat that cái person cách mà bạn cư xử với lại cái người đó là gì? who you quietly judged in your mind from across the room, Ai and là then you cái realize người they had a different potential than yên you, the lặng potential to be somebody đánh giá else? ở trong tâm trí How của would you bạn treat them after that? từ cái việc băng qua cái căn phòng đó, và rồi bạn nhận ra rằng I mean, họ first of có all, một cái tiềm năng khác, mà stop it. You should be happy you're sitting in a class where họ someone's có cái giving you the tiềm highest năng để trở teachings thành một ai that đó get you khác, và out of cái cách samsara. mà họ cư xử với họ sau Fastest, đó. most Là dangerous, cái điều most đầu tiên là hãy difficult, dừng lại, bạn nên hạnh phúc, bạn potentially ngồi trong một incredible. cái lớp nơi mà And một you're cái ai complaining đó about đã other people cho leaving you. bạn những cái lời giảng dạy cao hơn, And I và want you to để be cho the bạn first thoát ra person to khỏi do cái this. vòng luân hồi một cách nhanh hơn, Great. ít nguy hiểm, Thank you, ego. khó khăn hơn, và cái tiềm năng rất là cao, và Wouldn't bạn it make the than world a phiền về better những cái place người if khác ở everyone trong got out phòng. of Nhưng mà suffering tôi at muốn 20 versus at 60? điều đầu tiên, trở thành cái người đầu tiên Wouldn't it have thực been hiện nó, nice not to go through most of your life and have to suffer the way you had to và suffer? bạn bạn có You những cái should be sự like, khổ đau, yo, theo cái cách good mà bạn job. có, Pat them on the back. Like, rất inspire là them. tốt, Give them more hope. hãy vỗ vào lưng của họ, hãy Listen, giống như if là you truyền really, cảm hứng cho really họ, get it, cho họ thêm hy the vọng. way you Bạn nhìn treat thấy, nếu people như bạn thực sự có cái becomes cách đó, easy. bạn cư You don't xử have với any lại other mọi choice. người trở nên một cách dễ dàng hơn, và bạn không You don't have any có other những choice. cái sự lựa chọn I mean, khác, you do have choice. và bạn không có You don't choose những cái choice. lựa chọn khác, bạn không Right? có, nhưng mà bạn cũng But không có this chọn chung. attitude, Nhưng mà emptiness cái thái độ necessarily này, brings you to a place of cái thái độ về cái questioning tính không, everything thì that you nó see. cần thiết để Is đưa it bạn worth it đến that I một see cái it? nơi If mà I cái could câu see hỏi it về different, mọi thứ mà bạn nhìn if my thấy, karma arose nó different, là cái cách if I mà were a bạn being with a different đang karma, nhìn nó, what và would nếu you như bạn do? có thể nhìn thấy nó theo một Would cái it cách appear khác, và like nếu work như or would it mà appear like a có một purpose? cái nghiệp khác nó khởi sinh, và nếu như That's a bạn really hard one to do. trở thành với một cái nghiệp khác, And a lot of bạn people don't get sẽ beyond xuất that point hiện với because the tôi, war becomes too difficult. và nó sẽ xuất The war hiện giống becomes như too là chiến difficult in your tranh, own mind xuất hiện, hay là xuất because hiện it's too giống như là difficult. một thiên đường, và nó thật sự khó để làm, và nhiều người thì không có vượt ra khỏi những cái điểm đó, bởi vì chiến But tranh trở people who nên are rất in war quá khó, with themselves or in, chiến tranh trở nên rất là khó khăn war-torn ở areas, trong cái tâm trí của they get họ và war cái trái exhaustion. tim của họ, bởi vì nó quá nặng nề, They mọi understand. người ở trong đó They understand. They nhiều understand hơn that they với have bản suffered. thân, và bạn biết là chiến tranh thì nó So phá what's coming tan. next? We have Vậy thì cái điều a gì, very vì wonderful vậy mà họ class có một cái showing sự up, hiểu sâu hơn, vì vậy cái điều probably gì in nó sẽ January. tiếp theo, I và just chúng got ta the sẽ schedule có you một asked cái for. lớb Thank you rất for là everything. tuyệt vời. Okay.
We're probably going to start a beautifully Và difficult chúng ta class in sẽ bắt January called đầu. ACI 13. If you thought ACI 12 was hard, Nếu bạn ACI 13, I'm sẽ trying to có come up một with a cái way to make it ACI fun. 13, và nếu như So bạn nghĩ I'll rằng figure something out. ACI 12 thì But quá khó, thì ACI 13 it's thì all tôi sẽ logic. nỗ lực All để logic. làm nó một cách vui vẻ, và tôi This sẽ class hình dung is một cái thứ gì extremely đó, powerful. và It's been a fun time. It's nó tất good. cả nó là The logic, class is và cái incredibly lớp này nó powerful cực kỳ mạnh because mẽ, và bạn it chỉ teaches you to be able to đặt mình vào trong những apply cái nó emptiness vui vẻ là when được you're rồi. stuck. Và đó là một cái lớp cực kỳ It teaches you to mạnh mẽ, bởi apply vì all of these nó ideas dạy cho when bạn things get để difficult. có thể Because ứng dụng if tính you không. Khi understand mà how to bạn mắc think kẹt clearly, vào you can trong cái clearly move your way nói through dạy cho any bạn cái difficult cách ứng situation. dụng tất cả những cái ý tưởng này khi mà những cái thứ trở nên khó khăn. That's Và my bởi pitch vì for nếu như ACI bạn hiểu cái 13. cách để suy nghĩ nó Do you want to rõ get ràng, stronger? và bạn Do có you want to thể have a rõ ràng stronger di mind? chuyển theo Do you một want to cái have a cách mà stronger thông qua heart? bất kỳ một cái tình huống khó khăn nào đó, That's thì ACI đó 13. sẽ là ACI ACI 13. 13 Bạn is clear nó thinking. bạn có muốn mạnh mẽ hơn không? But Bạn then có it gets muốn you có được một into cái tâm a trí mạnh clear mẽ, bạn heart. muốn có được một cái trái tim mạnh Okay, mẹ hơn, thì đó now là ACI you taught me 13 và some stuff. 14, Good. là một Just be cái là suy confused. nghĩ rõ ràng, nhưng mà rồi nó Okay, sẽ đưa bạn it doesn't matter vào if you một trong understand trái it. tim rõ ràng hơn, và Natalia It's sẽ nói meant nó to challenge your chỉ mind. có một cái chút bối rối, It's meant to và nó challenge không you. phải là vấn đề nếu như bạn hiểu nó hay không. So we're going to Nó có start that nghĩa in rằng đó January. là cái We'll sự schedule thách thức for that trong cái tâm now trí của bạn, very và nó có soon. nghĩa rằng để mà thách thức So we're going to bạn be finishing vào trong những cái course suy nghĩ khác 13, nhau. 14, and 15. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu So nó you vào will trong cái have tháng 1, done và cái kế all hoạch đó the là content courses. nó sẽ đưa ra rất là sớm. All Vì right. vậy chúng ta sẽ hoàn tất Then the following year, ACI 13 và 14 và I'm 15 going to do 16, vào 17, trong 18. năm sau, And I have a và bạn way, I sẽ want to hoàn teach thành tất 7 a little cả bit những differently as well. cái So khóa that will này, make và that rồi theo review year những cái năm a theo lot of đó fun. thì bạn sẽ It's đến important 16, 17, 18, và tôi to sẽ go có through cái all cách the mà tôi material muốn again. dạy nó có một cái chút khác biệt, và vì vậy chúng ta Because sẽ then those làm attitudes start cái ôn seeping lại into you mỗi more năm and more. Because có after that, we're nhiều going to cái start, vui vẻ hơn. Nó rất we là are going quan to start trọng the để đi document. qua tất cả những cái tài liệu này And một lần I'm nữa, telling you bởi now, vì you have to have những your cái ACI thái độ 13s mà done. bắt đầu Really chúng done. ta nhìn Not thấy fake done, vào but really nó done. nhiều hơn, bởi vì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ bắt Because đầu trên cái con đường kim cương. it Và helps. tôi đang nói với bạn là bạn có First of all, in 18 khóa hoàn thành, và không có Octavian, you will, yes, but the schedule's been out, but each organization điều điều releases đầu its tiên schedule, nó là which will be đó là ACIs will be released shortly. Mỗi cái tổ chức thì sẽ So công bố cái lịch trình, và khi the đó thì review of all the ACI material cũng sẽ làm nó trong một cái khoảng thời gian, is also a và way sẽ xem lại toàn bộ for me to tất cả come to những cái know you better. tài liệu, và nó cũng là cái And cách it's đối very với tôi different. để nó trở There's nên a tốt hơn, beautifulness in và it nó compared rất là to khó. Có nghĩa some rằng teachings. có One những cái điều is tốt that đẹp và những you cái sự really don't khó know khăn each other. ở khi mà dạy qua Zoom. Một là nó rất là khó để You mà chúng need ta to biết lẫn nhau, really, whether I become your Diamond Way teacher và or bạn you have cần thật another teacher sự in mind, nơi or you mà think tôi it's me, trở I've been in a week thành from cái now. con Actually, I just met đường my Diamond Way teacher over there in a different class. That's tôi okay. This chỉ isn't, gặp you một need cái to người establish người that thầy kim cương có relationship trọng with somebody lượng else. ở It's ngoài not kia, và đó vào trong một cái who lớp is that khác. Bạn person? biết rằng Maybe you bạn biết feel like rằng it might bạn be cần someone, but thiết you're lập not cái sure mối quan yet. hệ với You're một not ai sure khác, if you want to do it. That's người okay too. mà But who is mà that bạn person for you? có thể là cảm thấy giống như là trở thành một ai đó, nhưng mà bạn không, tuy nhiên là bạn vẫn không chắc, And if you bạn feel vẫn không like chắc nếu that như bạn person muốn is là someone thực you're hiện not nó, going to teach that thì way nó vẫn là ever ok, in nó that vẫn traditional way, bình but thường, you và can find another ai teacher who sẽ can là be cái a người substitute. đó với bạn. Và bạn biết There's all rằng, these cool things và you nếu can như be bạn cảm thấy giống because of như là emptiness. đó là cái người, một ai đó, người mà sẽ không có dạy về cái con đường kim So cương một lần nữa theo theo cái cách truyền thống, và you're bạn có calling thể to tìm a thấy new một cái beginning người now, thầy and giáo khác, things người only will đó accelerate có thể là in một those cái người teachings. và thầy phù hợp. So Và tất cả just những cái điều prepare đó me thì for
what's coming. It's still a À, couple vì of vậy years thì away, chỉ cần chuẩn bị but a cho couple years will bạn go by fast. cho những cái gì nó sẽ đến và But you need to have that nó sẽ personal ở trong relationship. You have to. Like, it cách doesn't đây work vài otherwise. năm. Nhưng Maybe mà it's just that I vài just năm thì sẽ đi rất là nhanh. change your car. Nhưng mà bạn But cần you've có been talking about it cái mối quan hệ in với là cái người general, you're đó, going to bạn be cần able to phải switch có, on nó Zoom không because có traditionally hoạt everybody was động on và Zoom có thể là nó chỉ and thông qua had to be Zoom, in mà tôi person. không biết There's a cái sự thay đổi nghiệp power to của being bạn. in person. Nhưng mà And bạn đã nói về nó và nói both chung you là chúng both ta Zoom sẽ for a có while thể says not doing dạy it in nó person trên because it's Zoom, bởi vì expensive, it's difficult. truyền thống là cái con đường kim cương thừa thì không có dạy. Và tôi trở thành một cái người Just planting mà that nó seed a little bit có more. cái sức mạnh để trở thành một cái người đó. If it's Nhưng something mà you chỉ want là and gieo trồng cái everybody hạt, wants to go that một way, chút hạt giống cho bạn. the 18 Và nếu courses như are mà enough. một You cái can thứ make gì the đó mà 18 bạn muốn courses làm, your primary practice for the mọi rest of your người life. muốn No đi theo problem. cái con đường đó, 18 You will khóa ASI automatically phải move đủ, into dynamics và and bạn choose có any thể primary làm practice you 18 like. khóa nó trước khi thực hành So don't think that cho you're not cái cuộc having đời many còn lại của classes. bạn. Không có vấn đề, và bạn sẽ tự động di chuyển vào cái con đường kim cương, những cái giáo pháp của cái con đường kim cương, và nếu như bạn thực Okay, hành good. chúng tốt. Và vì All vậy right. là I just want to thank all of you for coming. Like, tôi chỉ that's muốn 50 cảm people ơn here tất in cả các class, bạn but đã đến, this và is có hard. 50 cái We con người ở trong lớp, started with và over nó thật 100 là and khó. 20 people when Chúng we did ta đã bắt ACA 1, đầu maybe 150. với 120 người It khi mà takes chúng ta làm usually, and this is the AC1, last thing I'll và có add, thể là 150, và nó is nên là you và đó may là just be happy cái that điều you're cuối able cùng to mà do tôi this. muốn nói về là Be bạn happy that thật your car sự allowed hạnh you to phúc keep coming to these rằng classes. bạn có You're thể able thực to do hiện cái điều this. đó, và bạn hạnh phúc rằng nghiệp And, của bạn cho phép bạn tiếp tục vào cái lớp, you know, và bạn có this is the thể first ở part of đó. Shantideva's dedication. Và đây là một cái phần của Is cái chương hồi hướng just của ngài think about the Shantideva. good things that you do. Chỉ nghĩ về cái điều And from tốt time to mà time, bạn if làm, you are my student, I will tell thỉnh you that you're thoảng doing good thì things. nếu như mà Sometimes. bạn là học viên của If tôi hay nói với bạn rằng hãy làm every điều once in a những cái while, I'll thứ tốt. remind you. Và đôi khi I make it mọi difficult người for you too. So, sẽ but I'm not nhắc doing bạn, it because I'm trying to be difficult. tôi sẽ tạo ra cái sự khó khăn Because với your bạn, karma is making me be nhưng difficult mà towards tôi you. sẽ không làm nó, bởi vì tôi nỗ lực So change your karma. trở nên khó hơn, bởi vì nghiệp của But bạn I really nó tạo want ra you all to think about that khó it's hơn với bạn such an amazing blessing to be able to come để to a class like thay this đổi where cái you have nghiệp của 50 bạn. people here. Nhưng mà To tôi thật be sự able to muốn tất cả hear những these cái teachings is an bạn amazing nghĩ về karma. nó sẽ là một cái The sự good things ban that you phước do day rất in là and day tuyệt vời out. để có thể Also, đến lớp giống như vậy, và chúng ta có 50 người ở you don't đây think about it để that có way. thể nghe những cái lời giảng dạy này. Thật là But đáng ngạc nhiên, một cái nghiệp rất là you đáng have ngạc nhiên. 1, Đó là 2, những cái điều 3, tốt 4, mà 5, 6, bạn đang 7. It looks like you have thực hiện 7 languages. ở trong cái ngày này, và bạn đã không có 1, nghĩ 2, về 3, 4, 5, chúng 6, nhiều, 8 giống như languages là including 1, English, right? 2, 3, 4, 5, And 6, yet you 7, nó you có 7 cái ngôn ngữ bây giờ, work 7 cái ngôn so ngữ ở hard. đây. Like Vì vậy là a những cái người normal phiên dịch thì đang interpreter làm việc rất là works for 20 minutes and then they flip. vất Like vả, that's usually the limit, làm việc right? khoảng 20 You phút do và hour and rồi a half, 2 hour classes. và bạn đã phải có một cái Be giờ, happy. một tiếng Rejoice rưỡi in that. hay Love là hai spending the một cái lớp moment with 2 tiếng, so many people, và trong rất là hạnh phúc right? phải tận hưởng, Or if you và don't have a bạn lot of đã lan people and you're tỏa an cái older pháp group, đến cho nhiều người. Vì vậy you're nếu như making it bạn available to them không in the có future, which is nhiều exactly người the trong same cái as doing it nhóm now cái anyway. ngôn ngữ, thì So bạn your hãy tạo karma nó is ra một cái you're sự getting sẵn those sàng seeds cho họ ở trong tương when lai, you're và 80 nó thật years sự old and là you can't có interpret anymore, làm you nó know. But ngay dù your sau đó, class that và you nghiệp translated của in bạn thì nó 2024 on November sẽ có 26th được những cái hạt would giống be đó, và khi listened to mà bạn separately. 80 tuổi và You're bạn getting không thể the seeds now. phiên dịch được nữa. Bạn biết rằng Still cái getting it. lớp Good job. của bạn thì bạn đã dịch nó trong năm All the tech 2024. people, right? All the people who record each and every Và tất class in cả multiple những cái languages, người kỹ thuật, right? tất cả You're những cái doing the người mà same đã thing. ghi lại, Your và job mỗi cái doesn't lớp, end at the end of the class. tất cả các You let ngôn ngữ Zoom và bạn process. đang You làm have to upload cùng một cái thứ, và cái any công of the việc của people bạn like không có kết Donna, thúc tại cái lớp right? You kết then thúc upload mà bạn all đang those things có to
một To cái YouTube. quá And then trình she puts it into the platform and then makes it mà available nó for có everyone thể so được they can đưa watch the lên, live staff và rồi meetings, chúng ta right? có Then một we cái have người all the giống như là ACI staff. Well, Anna, first of all, we have Paula người mà sẽ Barrera, đưa lên toàn bộ who's những cái thứ translating đó in lên YouTube, Spanish, và rồi cô and ấy đã đặt she's nó vào our trong cái nền interpreter. She's tảng, và our rồi nó tạo language ra cái sự sẵn manager, sàng cho mọi right? người. Vì vậy họ có We've thể got a xem cái lớp CCA đó who sau also đó, works in và ACI. rồi chúng ta đã có những cái người những cái nhân viên ACI, và We have a đầu tiên whole là chúng team of ta people that are có organizing the Laura ACI Boria, team, và người many, đã many hours chuyển dịch of cái that. tiếng Tây Ban Nha, If you và cô don't know how to ấy rejoice in rã yourself, là rejoice in what they're doing. Okay? nếu như bạn không có biết You cái get cách để mà 10% of the credit. rejoice bản thân của mình, thì I hãy actually rejoice tất argue cả những cái you get gì mà họ 100% đang of làm. it because of two Bạn sẽ reasons. có 10% của cái nghiệp, và tôi thực sự Because you can look at tranh someone luận and về cái compare việc them to là a part of that. 100%, bởi vì nó là Okay? những cái người mà But bạn nhìn rejoice thấy, in what other bởi vì people bạn do. có We have thể Marina nhìn thấy Casabella, một who ai runs a đó lot of these như vậy, classes. She và gives up họ peers không all around the có world. làm việc I don't know vất how she vả, survives. I nhưng don't mà even know tận how she hưởng những cái makes any gì money. mà những cái But she người khác họ volunteers làm. all the Và time. chúng ta có She's everywhere in Mariana, ACI. người mà đã vận hành She's những set cái up lớp này. the Cô Zoom ấy chỉ calls, xuất hiện organizes lots of things ở and schedules, khắp thế giới, right? và tôi không có biết cái Rejoice cách in mà cô her. ấy đã Marina, tồn tại, rejoice, rejoice in và tôi yourself, thậm chí là right? không có biết cái cách cô ấy đã tạo Okay, ra Svetlana is over tiền, here. nhưng You see mà her? cô ấy She đã tình works nguyện cho toàn primarily thời for gian, LA. và Tons mỗi of stuff she cô does. ấy ở mọi nơi ở She sends me ACI, và messages. cô They ấy đã remind thiết me lập cái Zoom, là một cái about người chủ của things, cái right? Zoom, và tổ chức Because rất là we nhiều care about thứ, calendars. và cái kế hoạch We have để mà giống như là Nicola tận hưởng Costantino, who doesn't have Mariana. her camera Hãy on. vui Not done yet. với bản thân của But mình. she runs our teacher trainings, right? Và Natalia, cô ấy And đã look at all the vận hành beautiful things. tất And cả listen, những cái I can go khóa on. There's giáo viên, other people here I và can bạn talk biết about. rằng trong giống như là tất cả Someone mọi cái wants to thứ help nó ACI and help tuyệt đẹp, things và like tôi this, có right? thể You đi see, có một cái người khác someone else you might ở see is đó Gina Rivera, có thể another nói ACI về, còn một volunteer ai and đó staff muốn member, giúp who's ICI, always ca around thi có things. thể She's a joy and đến delightful để giúp human. She's ICI hysterical. một ai đó khác mà There's bạn Gina. Here nhìn she is. thấy, Let's Gina, và right những on the cái spotlight, tình Gina. nguyện viên ICI There's khác, Gina. những cái xin chào Tina, Okay, you see. và đây là Tina. So, rejoice in all of those things. À, Rejoice, như là rejoice in bạn those biết là people, hãy 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 vui vẻ, right? tận hưởng với tất cả Now những cái that's the thứ first đó, part of tận dedication. hưởng tất cả Just những cái freaking thứ, rejoice. Just và vì vậy rejoice là in the things that cái bring you phần đầu life, tiên because the của more you think hồi about it, hướng the là more chúng those ta hãy seeds nghĩ grow. về cái việc chúng ta All tận right. hưởng những cái thứ đó, Secondly, nghĩ where do you về put bởi those vì seeds? How do you, where do you, like, yes, they go into you and they're in your cái heart and điều that's thứ fine. hai đó But là bạn hãy what if đặt you những gave cái them hạt giống đó, as cái best as cách you mà could? bạn How làm could you nơi mà give those bạn seeds giống như away? là họ đi Because vào giving với bạn, và things họ away đang is ở trong where, trái tim của bạn, và nó that's rất là where tốt, they bởi come vì from, những cái because you gì, gave nếu them như away. mà bạn And Shanti đưa Deva họ is a đi xa. There's a really amazing advice in this. Và And có một cái lời khuyên thật sự rất là đáng ngạc nhiên về cái điều who này. is that person Ai who helped là you cái the người đó? least? Who is Người that mà person? đã giúp bạn nhiều nhất? Ai là cái I'm con người thinking đó? of the one in my life, right, who seems Và to bạn be biết rằng tôi đã nghĩ về cái teaching cuộc me đời của more and tôi. more and more, Một and cái at the người trong same cái cuộc đời time của tôi, seems người to mà be dường getting như more đã and dạy more, cho tôi nhiều, 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 right? nhiều, và I cùng don't một cái want them thời to leave. gian I don't want my để teacher và to trở leave. nên già hơn và già And hơn, that's what và I tôi seem to see đã happening. không muốn họ rời đi, và tôi cũng không muốn cái người thầy giáo But của what if tôi I rời đi, dedicated và đó the là things that cái I hạt do, giống the của good tôi, để things I nhìn thấy see nó theo cái cách đó. to their Nhưng long mà nếu life, như mà tôi hồi hướng những cái that điều they tốt keep these beautiful mà tôi đã teachings to the làm, world, they keep những these cái beautiful điều tốt ideas mà and tôi ideas of nhìn mercy thấy and compassion đến in the cái world, cuộc đời they're the ones that are doing it, dài lâu của họ, dedicated to their long trường life. họ của họ, thì họ có thể tiếp Send them tục out. những Sometimes they cái giáo send out pháp tuyệt vời này like a trên cái thế giới này. ripple Họ of sẽ water, giữ a những ripple, cái like ý when you tưởng drop a đẹp này về stone in tính the không, water, về cái lòng you'll từ see bi the trên thế ripples go giới, out và họ là một trong những from your người own đang heart làm nó, as you're hồi planting hướng those nó seeds. đến cái See, sự they trường see thọ them của họ, ripple out và hồi hướng and send them to gửi chúng đi, maybe to your gửi tất teacher cả những for cái a hạt long giống life. đó
À, or đến to giống or như send them là out to. May this grow into the thing that và will gửi help the chúng most people. đến và có thể là nó sẽ May phát this triển grow vào into your trong cái deep thứ wisdom gì đó mà in nó your sẽ giúp organization. cho May this hầu hết mọi be a người. seed to có thể là nó sẽ được phát triển sâu that can hơn, serve as a cái trí positive tuệ sâu cohort hơn, impact. và cái sự trí tuệ và cái sự nhận thức sâu hơn, And because of và emptiness, có thể every seed can là do that. một cái hạt giống mà có thể phục vụ cho cái nguyên Every nhân single như là thing một you cái nguyên think, nhân giác say, ngộ, and và do bởi is vì a cause of tính that. không mọi If you cái have hạt the right giống attitude. có thể làm cái điều đó, và mọi cái thứ đơn lẻ mà bạn Yes, nghĩ and I finished two assignments và before the end of bạn class. có thể trở thành cái nguyên nhân cho Thank cái you, điều đó nếu everybody. mà bạn có một cái thái độ It's đúng. such a Và joy mình đã hoàn that thành cái lớp, và for cảm all ơn of tất you to cả be mọi here, người. and Nó thật that's là what gets một me up cái at niềm vui 5 early mà in the morning tất cả mọi người đã ở before the đây, sun rises, và mọi because I người đã thức know dậy you want to learn vào lúc and you want to 5:30 grow. buổi sáng, trước khi mặt trời lên, Schedules bởi coming vì up very tôi soon biết for the là các rest of bạn the muốn year. học, I hope và that bạn muốn everyone ở đó. Vì will vậy join cái at lịch least online sắp in tới Kyoto. sẽ rất là sớm, We're going to do some cho cái rebroadcasts 5 for tuần time lại. zones. Và But tôi it's hy going to vọng be an rằng mọi người amazing, sẽ tham amazing gia class, ít and I nhất hope là you come. online ở Tokyo, và chúng ta sẽ So, thực hành một vài just want to say thank you once again to all of you cái for wanting to broadcast do this. cho cái We're thời gonna gian. Nhưng mà just tôi dive in sẽ dự next định year có những cái thứ, with a slightly cái lớp more rất là technical ngạc nhiên, và class. tôi hy vọng là các bạn có Again, thể tham thank gia. you. And Một lần nữa thì please say cảm goodbye to each ơn. other. And Vì vậy wish hãy you nói all a tạm biệt với very lại wonderful mọi rest of the người, year and see you soon. và hãy nguyện cho tất cả những cái thứ tốt đẹp còn Thank lại you. của năm. Dạ Nguyện khuyên cho các bạn có được những cái thứ tốt đẹp gracias, còn lại của năm. gracias, Gracias, gracias. 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 Thank you, Thank you, teacher. Please stay. Thank you so Goodbye. much for an incredible course. Teaching. Thank you. Please Với tư cho stay. CC 13. Vâng thầy. Please stay, please stay, Please please stay, please stay, stay. please stay. Have a good day. See you guys soon. Oh, đi đi team. Bye, Thank you for guys. listening.